Cả nhà ơi, hôm nay Thảo Nguyên xuống xà lan chơi. Mọi người xem nè. Bày binh bố trận quá trời luôn, cái xà lan quá trời luôn. Con hello đi. Hello. Thưa ông bà. Thưa ông bà. Cô bác. Cô bác. Con tên. Con tên. Tên gì? Tên Thảo Nguyên. Cái gì Thảo Nguyên? Hồ Võ Thảo Nguyên. Hồ Võ Thảo Nguyên. Chúc ông bà. Chúc ông bà. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều niềm vui. Thật nhiều niềm vui. Con đang làm gì? Con đang làm bánh. Làm bánh cho ai ăn? Cho mẹ ăn. Phải không? Phải. Rồi chị làm đi nghe. Mẹ cười lên đi. Mẹ cười lên nè. Đẹp quá. Ê, con chụp hình cho mẹ đó hả? Ừ. Rồi. Giỏi chúng ta. Mình hỏi con mẹ. À, vậy con làm bánh tiếp đi. Dạ. Con đang làm bánh gì? Bánh ngôi sao, bánh hình trái tim, cái bánh bông hoa. Cái nào ngôi sao? Cái này. Nào ngôi sao? Cái nào trái tim? Rồi cái nào bông hoa? Giỏi quá ta. Cái này màu gì? Hả? Cái này màu gì? Màu trắng. Hay quá. Rồi cái xe màu gì? Màu đỏ. Hay quá. Rồi chơi tiếp đi. Bà ông bà. Hẹn gặp lại nha. Giờ hẹn sao? Hẹn gặp lại. See gì? See gì? See you again. See you again. Again. Game. Game. Game chứ không phải là game. 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 Ừ, đúng rồi. See you again. See you again. Trời quá. Cười lên cho mẹ chụp hình này. Giỏi vậy đó hả? Bữa nay sao mày giỏi dữ vậy? Ôi. Bữa nay gái của mẹ giỏi quá. Té đó. Xuống. Dạ, con té bây giờ. Con té. Xuống đi. Sao làm gì vậy? Tím tím này. Đút vô đừng có ngậm. Không có ngậm nè. Ăn nhanh đi, một lát mình đi siêu thị nè nha. Trời ơi, sao bận áo này quần kia vậy? Sao bận áo này quần kia kỳ vậy? hồi mình thay đồ đẹp nha. Lại đây mẹ đút cái nữa nè. Nhanh lên, giỏi mẹ. Mẹ đi. Cái miệng cơm không kìa. Còn thôi giỏi. Con cò bé bé ra đầu cầm che đi hăng hỏi đi đi đường nào em đi em hỏi em về em đào để em chân chim thì có em không nào. Hay quá chú thỏ con. Màu gì? Hả? Màu gì? Hả? Màu đôi mắt của chú màu hồng nhạt. Màu hồng nhạt như kẹo. Mắt của chú màu hồng nhạt như là viên kẹo. Bò tài chú chạy hẳn lên trong hạch đẹp lại trong hạch xinh. Còn cái đuôi nó đuôi ra ngoài còn dễ ương là chú họ con. Hay quá. Nay chú đi đâu vậy? Nay Thảo Nguyên đi đâu? Thảo Nguyên đi ăn kem. Đi với ai? Đi với mẹ. Vui không? Vui. Thảo Nguyên đi ăn kem rồi đi ăn gì nữa? Hả? Đi ăn gì nữa? Không biết nữa. Ăn kẹo không? Sư phụ chú hát đi. Hả? Sư phụ chú hát đi, mẹ không thuộc. Không biết không mệt chưa?
chuột nhất. Cảm tưởng đó sự rần rần một lầu lô liền mới liền ai vậy? Hả? Đấy đó. Rồi giờ bên trong. Rồi tới rồi nè. Dạ dơ dơ con. Đi. Đi lại nó mua đồ chơi nè đi không? Đồ chơi nào? Nè nè. Con gì quá trời luôn nè. Con gì? Con gì? Mua con gì? Mua con gì? Chú thích con nào? Chuyện nữa. Nói chuyện với nọ mà không nói. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, hôm nay hai vợ chồng Ti lại tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ Xà Lan lại chạy đi nhận hàng tiếp tục. Chuyến này Xà Lan sẽ đi nhận xi măng. Những xi măng ở Hiệp Phước. Thì hổng rài Xà Lan đậu ở Vĩnh Long được 3-4 ngày. Đi về nhà Ti rước Thảo Nguyên qua chơi. Xong rồi mới đưa Thảo Nguyên về nhà. Rồi bây giờ thì hai vợ chồng tiếp tục đi chở hàng tiếp. Còn một tháng mấy nữa là Tết rồi. Thì chắc chạy cho cỡ 4 chuyến nữa, 4-5 chuyến nữa là về nghỉ Tết luôn rồi đó. Mọi người ơi, giờ này chưa có ai thèm me không? Nguyên một thao me luôn nè. Cả nhà ơi, hiện bây giờ Xà Lan đang chạy hướng từ cầu Mỹ Thuận xuống cầu Gạch Miễu. Thì hiện giờ đang đi ngang ở chỗ này là gần Cái Bè, gần thị trấn Cái Bè. Ở đây là khu nghỉ dưỡng Mekong, khu nghỉ mát Mekong ha. Hay còn gọi là Mekong Resort. Nước ở dưới sông hiện giờ nó đứng đứng thôi, mọi người đang thả lưới nè.
Thì bây giờ chắc Ti đi tới Ngũ Hiệp, thì có thể là nước lớn rồi Ti sẽ đậu lại, khi nào nước trong á Ti mới đi nữa. Bây giờ thì xà lan đã đi tới cái đoạn Ngũ Hiệp rồi. Thì ở cái đoạn này á, hai bên ở trên bờ tôi thấy người ta trồng sầu riêng rất là nhiều luôn. Sầu riêng để xuất khẩu á, trồng nhiều lắm luôn á. Hồi mà đầu năm nay á, là bị nước mặn, bị hạn mặn, cho nên á, người dân phải thuê xà lan chở nước ngọt về để mà tưới cho mấy cây sầu riêng này nè. Sầu riêng bị hư, bị tổn cây cũng nhiều lắm á. Ở bên này có rất là nhiều sầu riêng luôn nè. Điện thoại của Ti cùi bắp quá cho nên không có zoom rõ được cho mọi người thấy được. Trồng nhiều sầu riêng lắm. Ở vùng này á, đất nó thích hợp trồng sầu riêng hết, cho nên là nguyên một vùng này hầu như nhà nào cũng trồng sầu riêng hết á. Wow, cái xà lan này chạy quá thì chạy luôn. Nữ tài công mọi người ơi. Cái chị này bà chạy quá thì chạy luôn nè, chạy quyết liệt luôn á. Hai bên mé sông này tôi thấy người ta có cầm mấy cái cây trụ, mấy cây trà, người ta cuộn dây lại, người ta dí lục bình cho nó sát vô mé á. Thì có lục bình cặp mé như thế này thì nó sẽ đỡ bị sạt lở mé hơn. Ở trong thì người ta trồng sầu riêng, còn cặp mé sông này tôi thấy người ta trồng mít thái nè mọi người. Ở nhà mẹ chồng Ti cũng có trồng mít thái nữa. Thì hiện giờ lúc này mít nó chín rồi, để lần sau mà về ngay dịp mít chín hoặc là thu hoạch mít đó Ti quay cho mọi người xem nha. Mọi người ơi, giờ này cũng chiều rồi, Ti phải đi lo cơm nước dọn dẹp rồi. Bây giờ Ti sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.